Xin chào các bạn trở lại với kênh Nói Bạn Nghe. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề cá có bao giờ bị khát không? Chúng uống nước như thế nào? Bạn đã nghe câu ai rồi cũng khát chưa? À, cái kia là khát, còn cái này là khát. Như chúng ta biết, trong suốt cuộc đời mình, con người sẽ bị phụ thuộc và không thể sống sót nếu thiếu nước. Nhiều loài động vật khác, nhất là những loài sống trên cạn cũng giống như vậy. Con người hay những loài động vật này liên tục bị mất nước và phải cung cấp nước vào trong cơ thể để có thể duy trì độ cân bằng giữa muối và nước. Tuy nhiên, đối với cá nói riêng và những loài động vật sống trong nước nói chung, khát là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là khát với các loài động vật sống trên cạn phải liên tục cung cấp nước vào trong cơ thể. Cá sống trong nước, vì thế chúng đã có thừa thải nước và không bao giờ cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải làm việc này. Thứ hai là bản thân việc khát ở cá giống như một phản xạ vô điều kiện, nó cứ tự nhiên diễn ra như vậy thôi. Chúng không nhất thiết là phải cảm thấy khát mới uống nước. Tuy nhiên cá nước ngọt và cá nước mặn cũng có những nhu cầu khác nhau về việc uống nước. Điều này có liên quan tới cấu trúc cơ thể của mỗi loài. Những loài cá nước ngọt, như tên gọi, sống trong các vùng nước ngọt, và nước ở đây có lượng muối thấp hơn rất nhiều so với vùng nước mặn. Do vậy lượng muối trong máu của các loài cá sống ở đây thường cũng có lượng muối cao hơn so với môi trường nước mà chúng đang sống. Chính vì vậy, nếu chúng uống nước thì sẽ gặp phải rủi ro bị loãng máu. Đây chính là lý do mà cá nước ngọt không bao giờ chủ động uống nước. Thay vào đó, chúng hấp thụ nước qua ra và mang qua một quá trình gọi là thẩm thấu, và sau đó thải ra ngoài một hỗn hợp đã bị pha loãng hơn rất nhiều để giảm thiểu lượng nước thừa. Ngược lại, do lượng muối trong cơ thể các loài cá nước mặn thường thấp hơn so với môi trường mà chúng đang sống, chúng luôn gặp phải rủi ro bị mất nước, nên những loài này luôn chủ động uống nước. Và do cấu trúc đặc biệt của màng, các loài cá nước mặn có thể thoải mái uống nước muối, xử lý và thải ra ngoài lượng muối thừa qua hệ thống bài tiết,